Chào mừng các bạn đã đến với Đi giữa trời rực rỡ tập 18. Khép lại biến cố nhà bố con ông Triệu, chúng ta cùng đến với cuộc sống ở thành phố của cô nhé. Cô bắt đầu buổi sáng bằng việc quét sân và được chị Lê năm 4 đại học kinh tế nấu đồ ăn cho. Ban đầu, cô vui vẻ nhận thức ăn nhưng khi nghe chị Lê báo giá 20 cá thì cô bỗng khựng lại. Đấy. Ngon quá. Ngon lắm mới được ăn. Chị cảm ơn. Chất lượng luôn á. Ớn hòe cái chí. Bạc mi 20.000. Cô cho rằng mình ăn không quen dòng biển, biết tính cô tiết kiệm. Chị Lê bảo là bữa đầu nên chị sẽ phở phở gì cho cô nên cô cứ việc ăn. Tuy nhiên cô vẫn khẳng định là vì mình ăn không quen món ấy thôi. Sau đó, cô còn hỏi ý chị Lê rằng mình xin phép được nấu ăn riêng vì sắp tới đi làm thêm sợ không ăn cùng bữa với mọi người được. Chị Lê nói với cô đó là việc của cả phòng khi nào có cả chị như rồi bàn. Tiểu tiên, thì nhìn. Chị cho phép em nấu ăn riêng nhé. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu mà con. Từng nửa con người có một cái bếp. Rồi thì cái bếp mô chúng mà cái bếp mô riêng. Tại sắp tới em đi xin việc làm thêm, giờ giấc lại thất thường nữa. Em sợ em không ăn chung với mọi người được ạ. Có thất thương bằng cái nhứ được không? Nhà có 3 người. Khi mà đủ 3 người rồi bạn. Cô trở về phòng thì phát hiện chị như đang nằm bất động trên giường không còn chút sức lực. Cô vội vã chạy lại đỡ rồi gọi chị Lê vào. Lê nói rằng chắc như bị trúng gió thôi, nằm nghỉ một lát sẽ khỏi. Cô nhanh chóng lấy lọ thuốc trong túi ra và cạo gió cho Như. Để em cạo gió cho. Ủa? Trên bản em, dùng cái này một cái là con cảm nó bay luôn. Ủa gì vậy? Cạo gió bằng cây ní hả? Vâng. Thôi, hay là để chị đi lấy dầu gió, chị bối cho hắn. Cái này hiệu nghiệm hơn dầu gió nhiều đấy chị ạ. Cô cũng không ngờ rằng Như lại bị dị ứng với thuốc này. Chết rồi. Cái mặt. Cái mặt bị chí rồi. Gương kia ngự ở trên tường. Sau khi nghe bác tiến sĩ nói không sao, chỉ cần dội nước và uống thuốc sẽ khỏi thì cả ba đã yên không tâm. Không sao đâu. Chỉ là nổi mề đay cấp tính thôi. Bây giờ đưa bạn vào trong nhà tắm dội nước thật nhanh vào để cho rượu nó đỡ ngấm vào da. Sau đó ra hiệu thuốc rồi mua thuốc uống và thuốc bôi là khỏi ngay thôi mà. Cháu chưa thấy ai đánh gió mà bị dị ứng bao giờ. Không sao đâu. Nhưng mà sau này cháu học dược, nhất là đông y, thì phải tìm hiểu cho thật kỹ càng vào nhé. Dạ vâng. À quên, lúc này Pu vô tình nhặt được cọc tiền rơi trong nhà vệ sinh và mang ra hỏi của ai. Như đã giật lại và hỏi Pu sao lấy tiền của mình. Như đếm lại số tiền và nhờ chị Lê giữ hộ. Tiền của ai rơi đây ạ? Sao mày lấy tiền của tao? Em đặt được ở trong kia mà. Đã làm gì đâu? 24 tờ, 12 triệu. Chị, cất giùm em với. Cái khóa tủ em bị hư. May là chưa mất á. Cô giải thích rằng cô không lấy tiền sao như lại nói thế. Em đặt được ở trong kia chứ có phải em lấy đâu. Thì tao nhờ chị Lê cất giùm mà. Thấy tình hình căng thẳng nên chị Lê đã ngăn lại và bảo cô hãy đi học đi kẻo muộn. Đi vô thay quần áo con đi nhập học. Mày nên không muộn. Đi đi đi. Dạ. Mới bước ra khỏi nhà để đến trường, Vu còn gặp kiếp nạn là bị tên bồ của Như dí lại. Hắn ta bắt đầu giọng điệu cợt nhã. Dạ vâng, chị Như đang ở trong phòng đấy ạ. Cái điều đấy không hề liên quan đến cái việc mà anh đi em đi đâu đó, lên xe anh đẹp. Cái ai cứu tôi ai? Cảm ơn tôi không cần ạ. Thôi, anh đưa em đi. Cảnh tưởng rằng con này đã bị Như và Lê bắt gặp và Như đã nghĩ xấu cho Vu sau khi tên bồ này cố lươn lẹo. Con bé nó nhờ anh chở nó đi đâu đó, nhưng mà anh không ok. Thế là nó nhảy vào nó ôm anh đấy. Mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Anh thề với trời xanh, anh mà nói điêu nửa lời ấy thì ra ngoài kia ô tô đông luôn. Tuy nhiên, chị Lê đã chết va và vào cuộc cùng với màn dằn mặt thật phong cách. Này, lần 6 ở 157 ấy, thì nẻ cái mặt kia ra. Nhớ chưa? Ai sợ thì đi về. Xin vĩnh biệt cô. Là sao? Hả? Anh mày phải gọi cho thằng Trải để nó đến xem chỗ ở của mày thì tao mới yên tâm. Ông tiến sĩ là người ngoài, thằng Trải mới là con rể của tao. Mời đến. Ê ơi, bố Xuân phát ngôn chất thế nhờ. Dù cho Trải khi giàu có hay lúc vỡ nợ thì ông vẫn chưa bao giờ từ chối đứa con rể này cả. Cô đến trường và bắt đầu làm thủ tục nhập học. Mọi thứ đều thuận lợi cho đến khi cô tìm mãi mà không thấy tiền học phí đâu. Thế là cô phải lật đật chạy về nhà tìm xem tiền của mình ở đâu. Tiền đóng học phí ạ. Cô nhớ lại xem em có để quên ở đâu mà em không nhớ không? Cô ơi, em cho em xin phép về em tìm. Rồi có gì em quay lại em nộp tiền sau được không ạ? Ừ, em đã có tên trong danh sách nhập học rồi. Cho nên vài ngày tới em nộp tiền cũng không sao nhé. Cảm ơn cô ạ. Ngay lúc này đây,
Trải đang đứng trước cổng trường đợi cô. Có vẻ như Trải và Tả vừa mới xuống đến thành phố đã vội tìm Pu ngay vì cả hai còn đeo ba lô và xách túi đồ. Trải còn chuẩn bị hoa để tặng cho Pu nữa. Nhưng mà lúc này cô đang bối rối vì mất tiền và gấp rút trở về nhà nên cứ thế mà cứ phi thẳng về nhà. Chúc mừng vợ yêu. Cái gì vậy bà nội? Con xịt keo luôn. Chúc mừng. Đừng làm trái tim anh đâu. Vẫn là kịch bản cũ, Trải không bỏ cuộc và chạy theo Pu để lại ta sẵn sàng đánh dư mà Pu, lại tao ơi. Ui, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết nhường phần ai. Chị thấy bộ mặt của nó chưa? Từ đầu nó tới đây, em biết nó không hề đơn giản mà. Cái việc mà em bị trúng gió, rồi em sưng phù mặt như thế này nè, tất cả là thuyết âm mưu của nó hết. Vớ vị sao? Đừng nghĩ xấu cho người khác rứa. Chẳng may thôi, chứ mà nắng mà hận biệt được, em gì với mấy cái thứ nó. Hận hai em nên mân cái chi? Để giựt bồ. Ôi dồi ôi, khó rứa mà cũng nghĩ ra được. Nó không làm thì sao em nghĩ? Chuyến này hả, em phải khô với nó. Pu về đến nhà đã bị Như tỏ thái độ khó chịu, Như cho rằng Pu vì muốn giành bồ của mình nên đã hại mình mất đi nhan sắc. Mặc cho chị Lê ngăn cản nhưng Như vẫn muốn gây hấn với Pu. Chị nói gì em không hiểu. Tao ốm cái mặt ngây thơ vô số tội của mày quá à. Anh sợ người em rồi đó. Tao nói cho mày biết, trộm chó thì cũng phải ngó mặt chủ. Tao chưa thấy ai liều như mày á. Có để là chó thì việc chỉ gì tánh nhau. Chị, sao chị không bên em? Theo bạn thì diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Nó đánh em, nó còn giật bồ em nữa. Làng nước ơi. Không đã thôi, làm gì đâu, đã làm gì.